xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, tối qua 25 tháng 4, tại Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Lào Cai, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lào Cai phối hợp với Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức lễ khai mạc đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, mùng 7 tháng 5, 19 tháng 5 năm 2017, chào mừng năm du lịch quốc gia Lào Cai Tây Bắc và hướng tới kỷ niệm 110 năm ngày thành lập tỉnh Lào Cai. Dự lễ khai mạc có lãnh đạo Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, lãnh đạo sở ban ngành đoàn thể tỉnh Lào Cai và các đạo diễn, biên kịch, diễn viên hai bộ phim công chiếu trong đợt phim này. Tại lễ khai mạc, ban tổ chức đã công chiếu hai bộ phim gồm phim truyện Biên Cương do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên truyền thông Nam Phương sản xuất và phim tài liệu Trên đỉnh A Mô Sung do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hãng phim tài liệu và khoa học Trung ương sản xuất. Bộ phim Biên Cương phản ánh cuộc đấu tranh thầm lặng của các chiến sĩ biên phòng để bảo vệ an ninh vùng biên cương và an toàn cuộc sống cho đồng bào dân tộc. Còn bộ phim Trên đỉnh A Mô Sung kể về cuộc sống và con người ở một xã vùng biên giới cực Bắc thuộc tỉnh Lào Cai. Đợt chiếu phim là một hoạt động thiết thực có ý nghĩa chính trị, xã hội nhằm tuyên truyền, quán triệt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới, nhất là những quan điểm và nguyên tắc trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc. Đợt chiếu phim miễn phí sẽ kéo dài từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 23 tháng 5 năm 2017 với nhiều bộ phim hấp dẫn khác như phim truyện Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, phim tài liệu, quay phim chiến trường. Huyện ủy Văn Bàn vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 17 ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Qua 10 năm thực hiện chỉ thị số 17 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 10, các cấp ủy Đảng, huyện Văn Bàn đã tổ chức quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung chỉ thị. Trong 10 năm, huyện đã tổ chức được 108 hội nghị báo cáo viên cấp huyện, thông tin thời sự cho gần 49.000 lượt cán bộ chủ chốt của huyện, gần 1.500 hội nghị cấp cơ sở với trên 261.000 lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chỉ đạo lồng ghép trong giảng dạy tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện được 343 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị với gần 35.000 học viên. Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ được quan tâm. Từ năm 2007 đến nay, có trên 300 lượt báo cáo viên cấp huyện, 1.000 lượt cán bộ tuyên vận xã, thành viên tổ tuyên vận thôn bản được tham gia các lớp tập huấn. Hoạt động của đội ngũ tuyên truyền viên các cấp được củng cố. Qua công tác tuyên truyền miệng đã mang lại hiệu quả tích cực, giúp nhân dân nắm vững chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Bên cạnh kết quả trên công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên tại huyện Văn Bàn cũng còn những hạn chế, như trình độ lý luận chính trị, chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ của đội ngũ báo cáo viên chưa đáp ứng được so với yêu cầu chung, cơ chế quản lý và phân công nhiệm vụ ở cơ sở còn bất cập, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả của cán bộ chuyên trách trong thực hiện công tác tuyên truyền. Nhằm kiểm tra đánh giá chất lượng, năng lực tổ chức điều hành của đội ngũ giáo viên tổng phụ trách đội trong các nhà trường, vừa qua huyện Simacai đã tổ chức hội thi giáo viên tổng phụ trách đội giỏi lần thứ tư năm học 2016-2017. Tham gia hội nghị có 12 tổng phụ trách đội đến từ 12 liên đội trường học trên địa bàn huyện. Các tổng phụ trách đội sẽ phải trải qua 3 phần thi, gồm thi công tác đội tại trường, thi kiến thức và thi năng khiếu. Qua đánh giá của ban tổ chức, hầu hết các tổng phụ trách đã hoàn thành tốt các nội dung của một nghi lễ chào cờ, các bài chống quy định của đội, các hoạt động ngoài giờ lên lớp được triển khai có hiệu quả, đúng yêu cầu, đảm bảo các tiêu chí của thể lệ hội thi. Các thí sinh đã mang đến hội thi những tiết mục năng khiếu đặc sắc và đa dạng. Về nghiệp vụ công tác đội, hầu hết các thí sinh đã nắm chắc về nghiệp vụ, kỹ năng thực hành công tác đội. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao một giải nhất, hai giải nhì và ba giải ba cho các tổng phụ trách đội đạt thành tích cao. Đoàn công tác của huyện Bảo Yên vừa tiến hành kiểm tra, phát hiện bắt quả tang tại khu vực sông Chảy ở bản 6 xã Long Phúc có hai thuyền hút cát và một máy xúc đang hoạt động khai thác trái phép khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng, không có giấy phép khai thác khoáng sản. Điểm hút cát này do ông Hoàng Văn Bình, trú tại bản Sài 2, xã Lương Sơn, huyện Bảo Yên làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, ông Hoàng Văn Bình vắng mặt, trên mỗi thuyền đều đã đầy cát và được lắp đặt 2 đến 3 máy hút cát và nhiều thiết bị phục vụ cho việc khai thác cát trái phép. Đặc biệt là cả hai phương tiện đều không giấy tờ đăng ký, đăng kiểm để làm phương tiện khai thác khoáng sản cát.
Trước đó vào ngày 22 tháng 2, Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Yên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và khoáng sản đối với ông Hoàng Văn Bình mà không có giấy phép khai thác khoáng sản tại bản 6 xã Long Phúc, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Lực lượng chức năng huyện Bảo Yên đã lập biên bản vi phạm, đồng thời yêu cầu dừng ngay mọi hoạt động khai thác khoáng sản, khôi phục lại nguyên trạng và tiến hành tạm giữ phương tiện gồm 2 thuyền hút cát, 1 máy xúc để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng năm trật tự và văn minh đô thị 2017, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ hiệu quả, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân tự giác tháo dỡ các phần vi phạm, hướng đến mục tiêu xây dựng thị trấn Bắc Hà trở thành đô thị xanh, sạch, đẹp và văn minh. Việc chiếm dụng vỉa hè, lòng lề đường trở nên phổ biến ở nhiều khu vực của thị trấn Bắc Hà như các ngã ba, ngã năm trên địa bàn. Nhiều tuyến đường vẫn còn tình trạng ô tô, xe máy dừng đỗ dọc lề đường hoặc trên vỉa hè, buộc người dân phải đi bộ dưới lòng lề đường khá nguy hiểm. Từ thực trạng trên, Ủy ban Nhân dân thị trấn Bắc Hà đã tổ chức các đợt ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân vi phạm tự giác di rời hàng hóa, biển hiệu lấn chiếm, trả lại vỉa hè cho người đi bộ. Qua quá trình thực hiện, các tổ công tác đã lập biên bản ngừng thi công 2 công trình xây dựng nhà ở không có giấy phép, tháo dỡ 85 biển hiệu quảng cáo đặt không đúng nơi quy định. Ngoài ra, đội trật tự đô thị đã tiến hành đo vạch sơn phạm vi hành lang vỉa hè tại các tuyến đường trên địa bàn và tổ chức cho 1.184 hộ gia đình tại 16 tổ dân phố ký cam kết thực hiện năm trật tự văn minh đô thị 2017. Thực hiện cái năm trật tự văn minh đô thị, tổ dân phố Naco 1 sau khi được tiếp thu về đã cùng với cấp ủy chi bộ, tổ dân phố, các ban ngành đoàn thể, mặt trận, phụ nữ, thanh niên đã có cái tuyên truyền, họp dân, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành năm trật tự văn minh đô thị. Bước đầu, đợt đầu, tổ dân phố đã tuyên truyền và đã làm bản cam kết gần 100 hộ không lấn chiếm hành lang vỉa hè lòng đường. Nhân dân đã tự ý thức được đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm mà mọi người dân cần phải chấp hành. Nhờ tích cực tuyên truyền vận động, đến nay có trên 200 hộ gia đình ở thị trấn đã tự tháo dỡ mái che, mái vẩy, bục bệ lên xuống, biển quảng cáo, trả lại vỉa hè cho người đi bộ. 6 trên 10 cơ quan tự tháo dỡ công trình lấn chiếm hành lang vỉa hè. Theo sự vận động của tổ dân phố và của chính quyền địa phương, thì chúng tôi là người dân ở địa phương thì cũng chấp hành và trả lại sự thông thoáng vỉa hè cho người đi bộ. Tôi sẽ tháo dỡ toàn bộ những mái vẩy, mái le và những dụng cụ để vỉa hè và thu gọn vào trong nhà để trả lại cái vỉa hè cho người đi bộ. Trong quá trình triển khai thực hiện thì chúng tôi cũng đang tập trung như là phối hợp chặt chẽ với tài nguyên môi trường để xác định lại cái mốc giới một số cái hộ gia đình liên quan vấn đề là do cái kết cấu hạ tầng của thị trấn Bắc Hà trong những năm trước đây, cũng như là đầu tư sau rất nhiều lần triển khai, sau rất nhiều lần cải tạo, trùng tu tôn tạo và xây dựng mới. Thế nên là có những vấn đề về lịch sử để lại, chúng tôi cũng phải tiếp tục phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp huyện để có cái chủ trương và các cách hướng để tháo gỡ và giải quyết những cái vấn đề vướng mắc liên quan đến trật tự hành lang vỉa hè trong cái công tác để thực hiện cái năm văn minh đô thị. Về nguồn lực và kinh phí thực hiện cho cái ban chỉ đạo cũng còn tương đối khó khăn. Cùng với sự đồng thuận thống nhất cao trong nhân dân, thị trấn Bắc Hà đang hướng đến xây dựng một đô thị văn minh, sạch đẹp, là điểm đến thân thiện đối với du khách. Thông tư 02 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2017, nhưng không phải là đến ngày 1 tháng 6 năm 2017, tất cả các bệnh viện trên toàn quốc mới thực hiện mức giá tối đa này, mà Bộ Y tế sẽ quy định mức giá và thời điểm thực hiện cụ thể. Theo đại diện Bộ Y tế, mức giá của các dịch vụ tại thông tư số 02 là mức giá tối đa. Thông tư 02 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2017, nhưng không phải là đến ngày 1 tháng 6 năm 2017, tất cả các bệnh viện trên toàn quốc thực hiện mức giá tối đa này, mà Bộ Y tế sẽ quy định mức giá và thời điểm thực hiện cụ thể tại bệnh viện thuộc Bộ Y tế, bệnh viện hạng đặc biệt, hạng 1 thuộc các bộ ngành quản lý. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quy định mức giá và thời điểm thực hiện đối với các bệnh viện thuộc địa phương quản lý và các bệnh viện do các bộ ngành khác quản lý từ hạng 2 trở xuống. Việc ban hành thông tư 02 là để bình đẳng giữa người có thẻ bảo hiểm y tế và không có thẻ bảo hiểm y tế trong chi trả chi phí khám chữa bệnh, vì nguyên tắc hai đối tượng này phải chi trả cho bệnh viện như nhau, chỉ khác nguồn trả.
Người có thẻ bảo hiểm y tế do bảo hiểm y tế chi trả, người không có thẻ bảo hiểm y tế phải tự chi trả. Đặc biệt, thông tư 02 không làm ảnh hưởng đến người có thẻ bảo hiểm y tế, người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội. Vì người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng kinh tế xã hội khó khăn, người dân sinh sống ở vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, trẻ em dưới 6 tuổi, người cao tuổi trên 80 tuổi, người dân sinh sống ở các xã đảo, huyện đảo, các đối tượng chính sách xã hội đã được nhà nước mua thẻ bảo hiểm y tế và được bảo hiểm xã hội thanh toán chi phí khám chữa bệnh theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù gặp nhiều khó khăn, trong đó phải kể đến những ảnh hưởng của suy thoái kinh tế và thiên tai bão lũ, song kết thúc năm 2016, Lào Cai vẫn nỗ lực giảm được 6,7% số hộ nghèo. Trong nỗ lực chung ấy có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng chị em phụ nữ. Phóng sự do phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai thực hiện tại thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng sẽ phần nào làm rõ hơn điều này. Đây là cơ sở chăn nuôi lợn của gia đình chị Cao Thị Đào ở thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng. Tuy quy mô còn nhỏ, song nhờ chủ động được con giống, lại áp dụng kỹ thuật chăn nuôi tốt nên mỗi năm gia đình chị Đào thu nhập được hơn 60 triệu đồng từ chăn nuôi lợn. Kinh phí ấy một phần được chị tái sử dụng làm vốn chăn nuôi, một phần được sử dụng để trồng rừng. Với cách tính toán khoa học, hợp lý, lấy ngắn nuôi dài, gia đình chị Đào đã thoát khỏi diện hộ nghèo từ 2 năm nay và đang vươn lên trở thành hộ khá ở địa phương. Thì nhờ vào hội phụ nữ, chị em trong hội động viên và giúp đỡ và đã tín chấp cho tôi vay tiền vốn của ngân hàng chính sách. Thì nhờ đó từ năm 2011 đến bây giờ là tôi đầu tư vào chăn nuôi và trồng rừng. Chăn nuôi thì có những năm được, những năm không, nhưng mà tính ra là từ 2011 đến 2016 đều được. Bước sang năm nay 2017 thì có hơi kém một tí, nhưng mà do những năm chăn nuôi được, gia đình tôi đã thoát được nghèo và bây giờ kinh tế đã ổn định hơn. Chị Cao Thị Đào là một trong rất nhiều chị em phụ nữ ở thị trấn Phong Hải được tổ chức hội ở địa phương đứng ra tín chấp để được vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội Phát triển Kinh tế. Hết năm 2016, tổng dư nợ các nguồn vốn do Hội Phụ nữ thị trấn Phong Hải quản lý đã lên tới hơn 10 tỷ đồng. Và quan trọng hơn là số vốn ấy đã được chị em hội viên sử dụng đúng mục đích, góp phần phát triển kinh tế gia đình. Chúng tôi cũng đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội ngay từ những buổi đầu để giúp cho chị em hộ nghèo được vay vốn và đặc biệt là quan tâm tới những hộ nghèo mà có những cái phương án sản xuất. Và đặc biệt ấy là với cái phương pháp là khi mà đã giúp cho chị em được vay vốn rồi thì sau một tuần thì hội cũng phối hợp với tổ chức hội cấp trên, phối hợp với cán bộ tín dụng địa bàn đấy, đến tận gia đình kiểm tra, đối chiếu xem là những cái hộ đó người ta sử dụng đồng vốn đã đúng mục đích và có hiệu quả hay chưa. Đấy, và khi mà sử dụng đồng vốn thì đến hết chu kỳ vay vốn thì mình cũng kiểm tra xem xét và đánh giá cái hiệu quả cái mô hình mà người ta sử dụng đồng vốn của mình nó đạt hiệu quả đến đâu. Cùng với tín chấp cho chị em vay vốn, Hội Phụ nữ Phong Hải còn chủ động phối hợp với các phòng chuyên môn, ngành kinh tế, nông lâm nghiệp của huyện, của tỉnh, tổ chức các buổi tư vấn giúp gia đình chị em xác định mô hình kinh tế phù hợp với tiềm năng lợi thế ở địa phương để phát triển. Từ một trong những buổi tư vấn như vậy, lại được tham quan học tập từ thực tế nên gia đình chị Phạm Thị Bích Ngọc đã quyết định đầu tư một dây chuyền ván bóc với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng. Quyết định này hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển kinh tế của địa phương, nguồn nguyên liệu cơ bản sẽ được đảm bảo, đồng thời cũng giúp nhiều gia đình tiêu thụ được gỗ rừng trồng, nâng cao hiệu quả kinh tế và đời sống. Em quyết định là đầu tư vào dây chuyền ván bóc để mình thu mua được hết cái gỗ và chế biến để bán sản phẩm thì để nó có lãi suất cao hơn một chút. Ví dụ như là rừng quế, rừng mỡ. Bây giờ người ta cũng đang mua rất nhiều các loại giống quế về trồng. Tại vì quế là có năng suất rất là cao. Không những là bọn em mua gỗ mà còn những có người mua cả vỏ và có những xưởng người ta thu mua cả lá. Dân người ta thấy lãi suất cao thì người ta sẽ đầu tư vào. Năm 2015, tiêu chí hộ nghèo được tiếp cận theo hướng đa chiều. Cũng bởi vậy mà khi rà soát, thống kê lại, thị trấn Phong Hải có tới 41,6% số hộ nghèo. Một năm sau đó, con số này đã giảm xuống còn 33%. Cùng với phát huy tinh thần đoàn kết trong toàn đảng bộ, sự năng động, chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, thì kết quả giảm nghèo của thị trấn Phong Hải còn có sự góp sức quan trọng của chị em phụ nữ trên địa bàn. Hội Phụ nữ thị trấn Phong Hải luôn luôn chủ động tham mưu cho đảng ủy, chính quyền địa phương các giải pháp thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn. Hội phụ nữ đã hướng dẫn cho hội viên các
hộ gia đình vay vốn, sử dụng nguồn vốn có hiệu quả để góp phần vào phát triển kinh tế gia đình. Sau một năm triển khai công tác giảm nghèo trên địa bàn, thì năm kết quả điều tra năm nghèo năm 2016, thì hiện nay trên địa bàn thị trấn Hồng Hải chúng tôi giảm được 120 hộ với tỷ lệ khoảng 8,6% trên năm. Phong trào của chị em phụ nữ ở thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng chỉ là một trong rất nhiều điển hình thi đua phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững ở Lào Cai. Trên diện rộng toàn tỉnh, chị em phụ nữ từ vùng thấp đến vùng cao sẽ có những cách làm và lựa chọn mô hình khác nhau. Song tính chủ động và năng động của chị em đang ngày càng thể hiện rõ nét hơn. Họ đang góp sức quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.